Chào các bạn học sinh của trường tiểu học Dầu Tiếng. Hôm nay là tuần số 11, thì sáng máy của cô có sự cố ha, cô không có thể dạy trực tuyến cho các bạn được, nên giờ cô làm video gửi. Các bạn sẽ xem video và làm bài tập thực hành cho cô nha. Thì nội dung ngày hôm nay thì cô có hai nội dung. Thứ nhất là cô sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết được một phần mềm. Phần mềm này là phần mềm vừa học vừa chơi thôi, nên cô chỉ giới thiệu cho các bạn nắm. Còn nội dung tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu lại bài liên quan tới bài thiết kế và trình chiếu. Thì đầu tiên các bạn sẽ cùng quan sát lên màn hình cho cô ha. Thì ở đây cô có một cái sơ đồ về máy, giới thiệu về máy vi tính. Thì ở giữa này là nội dung cô muốn nói ha, và những cái nội dung cô tẻ nhánh xung quanh là những cái chủ đề của về máy tính. Ví dụ của cô, máy tính có thể là chia ra những cái phần thiết bị ra nè, là gồm những thiết bị nào, thiết bị vào gồm những thiết bị nào, bộ nhớ thì có bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, hay có bộ xử lý là những cái nào, thiết bị nào ha. Thì đây là một cái sơ đồ. Hoặc là cô có những cái sơ đồ về các biển báo, thì cô sẽ chia ra là một nhánh đó là biển báo về hiệu lệnh là màu xanh nè, một bên là biển báo cấm nè, một bên là biển báo nguy hiểm. Cô sẽ phân nhánh từng cái biển báo ra ha. Rồi tiếp theo cô có hình tam giác, thì cô sẽ chia ra có những hình tam giác gì. Ví dụ hình tam giác thường nè, cô sẽ có một cái nhánh riêng của hình tam giác thường, và trong cái nhánh của tam giác thường cô sẽ có những cái nhánh nhỏ của hình tam giác thường để nói là góc là như thế nào, cạnh là như thế nào. Thì đây chính là một cái sơ đồ ha, một cái sơ đồ mà mình biểu thị được cái nội dung mình muốn nói, muốn truyền tải tới mọi người ha. Thì những cái gì mà chúng ta muốn nói một cái chủ đề chính thì chúng ta sẽ ghi ở giữa, và những cái ý nhỏ nhỏ xung quanh thì chúng ta sẽ tẻ những cái nhánh xung quanh cái ý chính này, và từ cái ý chính này chúng ta sẽ tẻ ra những ý nhỏ nhỏ của những cái ý chính, gọi là ý con hoặc là ý phụ ha. Thì đây gọi là bản đồ tư duy. Thì bình thường trong quá trình chúng ta học tập thì chúng ta cũng đã thấy được những cái bản đồ tư duy này rồi. Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu thêm cho các bạn. Trên máy tính thì có một cái phần mềm để hỗ trợ tạo một cái bản đồ tư duy, thì đó gọi là cái phần mềm XMind. Cái phần mềm này thì các bạn nếu mà muốn sử dụng thì các bạn sẽ lên trên mạng tải phần mềm và cài đặt vào máy tính. Thì phần mềm này cũng hơi khá nặng một xíu nha, nên máy tính nào mà chạy mà chậm quá thì chúng ta cũng không nên cài đâu. Rồi nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì các bạn sẽ mở sách giáo khoa, chúng ta sẽ tìm hiểu trong sách giáo khoa có hướng dẫn hết tất cả các bước của phần mềm XMind. Thì phần mềm này sẽ giúp cho mình luyện tập được cái kỹ năng mềm về lập bản đồ tư duy, và chúng ta sẽ biết tạo ra và quản lý một cái bản đồ tư duy như thế nào. Phần mềm XMind này các bạn là cái phần mềm mà hỗ trợ rất tốt trong cái việc mà mình thiết kế tạo một cái bản đồ tư duy để ghi nhớ bài học của mình á, hoặc là mình thực hiện những cái kế hoạch mà mình đặt ra một cách khoa học và hợp lý ha. Thì khi mà mình nhìn lên bản đồ thì mình có thể thấy được những cái nội dung chính của cái việc mà mình cần làm. Thì đây là biểu tượng của phần mềm XMind ha. Và giao diện của phần mềm XMind thì là giao diện như thế này, mà toàn tiếng Anh thôi nha các bạn, nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào cái hình dáng để chúng ta phân biệt được đây chính là cái kiểu, những cái kiểu của bản đồ ha. Ngoài ra còn có những kiểu bản đồ khác, thì đây là những cái kiểu ở trên giao diện. Thì những kiểu này có những cái tên gọi khác nhau, như đây là bản đồ tư duy nè các bạn, một ý chính ở giữa và tẻ ra những cái ý nhánh xung quanh, bản đồ tư duy ha. Bản đồ cân đối nè, bản đồ đây cô gọi là lược đồ tổ chức ha. Ví dụ là mình tổ chức thường là nguyên một cái tổ chức, như là tổ chức lớp học, tổ chức nhà trường, tổ chức cơ quan làm việc á, thường đây là tổ chức từ trên xuống dưới nè, hoặc là từ dưới lên trên ha. Ví dụ ở giữa là cô có là lớp lớp 51 chẳng hạn, thì cô ghi đây thì cô sẽ có những cái tổ, tổ 1, tổ 2, tổ 3. Rồi tổ 1 có những cái bạn nào mình có thể tẻ thêm một cái nhánh nhỏ ở dưới nữa. Đây là một bản đồ hình xương cá. Chúng ta muốn làm bản đồ giống vậy thì chúng ta chọn như bản xương cá. Rồi đây là bản đồ hình cây. Đây là lược đồ logic ha, theo luận lý, theo một cái cách khoa học. Từ ý chính có thể tẻ ra những ý nhỏ, hoặc là trừ những ý nhỏ thì mình có thể gom lại tạo thành một cái ý chính ha.
Như vậy là chúng ta cần xác định được một chủ đề chính ha. Và khi mình xác định một cái chủ đề mình muốn nói về một vấn đề gì đó thì mình sẽ ghi vào cái ô đây. Được chưa? Cái mục tiêu của mình, ví dụ là mục tiêu của mình là trong năm lớp 5 này mình sẽ đạt học sinh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ các môn học, học tập và rèn luyện. Đó là cái mục tiêu của mình ghi đây. Rồi sau đó mình sẽ ghi những cái mục tiêu nhỏ của mình ở đây là để giúp thực hiện được cái mục tiêu này. Ví dụ như bước đầu tiên là mình phải là hoàn thành hết tất cả những cái bài tập hàng ngày. Thứ hai là mình học thuộc hết các những cái nội dung mà cô đã yêu cầu. Và ba là mình làm những việc gì đó, những cái việc đó ha, mình tham gia các hoạt động thể dục thể thao hoặc các hoạt động của nhà trường. Ví dụ đó, mình sẽ ghi ra những cái mục tiêu nhỏ để mình hoàn thành cái mục tiêu chính của mình. Thì đó là chính là bản đồ ha. Thì ngoài ra mình có thể ghi là ví dụ công việc của em ha, mình có những công việc gì mình tẻ ra nhánh ra ha. Ngoài ra mình có muốn thêm học bài thì có những học bài môn gì mình có thể thêm những cái nhánh nhỏ ở bên trong. Đây là một số cái bản đồ tư duy mà sau khi hoàn thành đó các bạn. Thời khóa biểu nè, đó. Nhìn vô mình biết thứ tư gồm những môn gì ha, mình tẻ tẻ ra. Hoặc là khi mà mình học đó các bạn, mình có thể tạo ra một cái bản đồ tư duy theo môn lịch sử chẳng hạn, hoặc là một cái môn nào đó mình muốn cho học bài cho nhanh thuộc thì mình ghi những nội dung chính vô ha, thì mình nhìn vào những nội dung chính đó mình có thể nhanh nhớ hơn, dễ nhớ hơn. Và hướng dẫn sử dụng phần mềm Xmind thì có hết trong sách giáo khoa trang 56, 55, 56, 57 ha. Thì gồm có 4 bước. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định được cái chủ đề chính và chủ đề con. Thứ hai là mình sẽ chọn một cái chủ đề nào mình thích. Thứ ba là mình sẽ tạo ở trong phần mềm và cuối cùng mình lưu bản đồ thôi ha. Thì đây là cô vừa giới thiệu cho các bạn cách tạo một cái bản đồ tư duy trên phần mềm Xmind. Thì cách lưu và cách thoát khỏi phần mềm thì cũng tương tự như những cái phần mềm khác ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển theo cái phần mềm tiếp theo chúng ta đã được học vào năm lớp 3, lớp 4 thông qua cái bài học đầu tiên của cái bài thiết kế bài trình chiếu, đó là bài những gì em đã biết. Thì chúng ta sẽ ôn tập lại bài thiết kế trình chiếu, là cái bài có cái phần mềm mà chúng ta đã được học, đó là phần mềm gì thì tí mình cũng nhắc lại. Và sau đó các bạn sẽ tạo cho cô một cái bài trình chiếu để khởi động phần mềm trình chiếu. Thì cách khởi động thì tương tự như những cái khởi động phần mềm khác ha. Thì phần mềm trình chiếu là phần mềm này nè các bạn ha, tên gọi là PowerPoint ha. Rồi thao tác gõ chữ tiếng Việt thì cũng tương tự như gõ bên trong phần mềm Word thôi ha. Rồi thao tác chèn hình tranh ảnh thì cũng y hệt ha, mình nhấn vào thẻ insert. Nếu muốn chèn ảnh thì nhấn vào picture, muốn chèn hình thì chúng ta nhấn vào shape. Ngoài ra những thao tác khác thì cũng gần như là tương tự ha. Thì nhiệm vụ của các bạn là sẽ tạo cho cô bài trình chiếu. Bài trình chiếu này là nội dung của bài tập số 2 trang 60. Thì bài chủ đề của mình là về quê hương em, thì chúng ta sẽ xác định được nội dung ha, là quê hương em. Thứ hai là chúng ta dự kiến là mình trình bày cái bài này khoảng mấy trang, 3 trang, 4 trang, 5 trang gì đó ha. Rồi mình phông chữ, cỡ chữ, màu nền thì chúng ta sẽ trình bày trong cái phần mềm PowerPoint, mình trình bày theo ý thích của mình ha và phù hợp. Cỡ chữ thì mình thường trình bày khoảng từ cỡ chữ 32 trở lên ha, 32 hoặc 35, 36, 39 gì đó tùy mình ha. Mình thấy nội dung mà chữ nhiều quá thì mình giảm xuống cỡ khoảng còn 32, còn nội dung ít thì mình có thể tăng cỡ chữ lớn lên một xíu. Mỗi trang trình chiếu thì mình phải có tiêu đề và nội dung nha. Ví dụ trang đầu tiên mình trình bày về quê hương em thì mình có chủ đề là quê hương em. Trang số 2 mình muốn trình bày về di tích lịch sử của quê hương mình thì mình sẽ ghi là tiêu đề là di tích lịch sử. Còn nội dung là mình sẽ ghi kể ra những cái di tích lịch sử ở ở cái quê hương của mình. Ví dụ mình chọn về Bình Dương thì mình sẽ nêu ra những cái di tích lịch sử của Bình Dương. Và mình nhớ cho cô là mình sẽ có tranh ảnh để minh họa. Tranh ảnh minh họa để cho nổi bật được cái nội dung. Và cuối cùng là trang kết luận cảm ơn. Và lưu ý khi mà mình dự kiến số trang, mình có thể đánh số trang vô ha và tạo hiệu ứng để cho nó sống động bài của mình. Thì bây giờ cô sẽ minh họa cho các bạn thấy được cái một bài PowerPoint mà sau khi mà các bạn làm xong thì nó sẽ như thế nào. Đây nè các bạn, đây ha,
Ví dụ cô tạo một cái bài quê hương em thì các bạn sẽ chọn ảnh nền ha. Ảnh nền thì các bạn có thể là đặt một cái ảnh nền tùy thích, hoặc là các bạn có thể vào thẻ design ở trên này, chọn những cái kiểu thiết kế có sẵn ở trên này. Mình muốn chọn ảnh nào thì mình nhấn vào ha, muốn chọn cái kiểu nền nào thì mình nhấn chọn kiểu nền đó. Đó, chúng ta chọn vào ha. Đó. Rồi các bạn có muốn chọn ảnh nền vô cái trang này thì các bạn sẽ nhấn vào thẻ chữ background style nè. Rồi các bạn sẽ chọn cho cô chữ format background. Đó, ở đây chúng ta sẽ nhấn vào chữ picture này các bạn ha, picture. Rồi mình nhấn vào chữ file. Ở đây thì cái hình ảnh của mình lưu ở đâu thì mình nhấn tìm hình ảnh ở đó, máy của mình ha. À, không có mấy bạn lên mạng tải về. Rồi cô chọn một cái ảnh nền là này ha. Mình bấm chữ insert. Nếu các bạn muốn cái nền này áp dụng cho tất cả các trang luôn thì chúng ta bấm chữ apply to all. Còn nếu mà chúng ta không không bấm apply to all thì nó chỉ có hiện một cái trang mình chọn thôi. Bấm apply to all ha. Đóng lại. Đó, như vậy là cô có ảnh nền chấm 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 ở phía dưới. Đó, các bạn sẽ trình bày cho cô trang đầu tiên là có chủ đề ha, cô trình bày về Bình Dương, ảnh nè. Tên người trình bày và lớp các bạn nhớ nha, ghi tên lớp rõ ràng chữ bự ra. Phông chữ thì các bạn chọn phông chữ nào đẹp đẹp là được rồi ha, không 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 nhất thiết là Tamil Roman đâu. Đó, người trình bày lớp, trình bày sao cho phông chữ rõ ràng, màu sắc cỡ chữ vân vân, chúng ta làm cho nó nổi bật lên. Như vậy ha. Rồi, trang số 2 thì các bạn sẽ giới thiệu về cái tỉnh thành của mình thích, tỉnh thành quê hương mình đó. Ví dụ là quê hương mình Bình Dương thì mình trình bày về Bình Dương. Những nội dung này nó có sẵn ở trên trên mạng hết rồi, chúng ta chỉ thao tác về, sao chép về đây và chúng ta chỉnh sửa lại ha. Chỉnh sửa lại cho nó đẹp, cho nó phù hợp, chứ không phải lấy y ở trên mạng gắn về ha. Hoặc là mình có thể biết gì về về quê hương mình thì mình trình bày ở đây, y như một bài văn thì mình nêu một số ý vào đây ha. Đó, rồi mình chèn ảnh vào cho minh họa. Rồi, di tích lịch sử nè, ở đây thì cô thiếu cái hình ảnh á, di tích lịch sử như ở Bình Dương thì có rất là nhiều di tích lịch sử, ví dụ nhà tù Phú Lợi nè, hoặc là vùng tam giác sắt nè, có rừng Kiến An nè, đó ví dụ vậy chúng ta sẽ đưa ảnh vô và dưới những bức ảnh thì phải có tên của bức ảnh đó nha. Rồi trang số 4 là cô trình bày chủ đề về du lịch thì cô sẽ nêu một số điểm du lịch ở quê hương mình, ví dụ như là ở Bình Dương mình có nơi nổi tiếng là khu du lịch Đại Nam chẳng hạn nè, công viên nước Bình Dương nè, hay là khu du lịch Phương Nam này đó, mình trình bày ra, mình nhớ có tên mô mô tả cho bức ảnh nữa nha. Đó, hoặc là về chủ đề về ngành nghề truyền thống thì đó ha. Mình trình bày theo theo cái sở thích của mình ha, mình trình bày có thể là trên xuống dưới hoặc là dưới lên trên như thế này ha. Rồi trang cuối cùng là trang cảm ơn. Và lưu ý cho cô là mình nên chọn những cái hiệu ứng để làm cho sinh động bài ha. Thì muốn tạo hiệu ứng thì các bạn sẽ nhấn vào chữ Animation. Chọn cho cô chữ Custom Animation. Còn nếu mà bạn nào không có chữ Custom thì nó sẽ có nguyên một cái loạt hiệu ứng như thế này, thì chúng ta nhấn vào hiệu ứng luôn ha, Custom. Rồi ở đây mình sẽ có chữ Add Effect nè. Và đây là M là do mình chưa có chọn cái đối tượng nào hết. Mình muốn chọn cho cái dòng chữ này có hiệu ứng thì mình nhấn vô dòng chữ. Mình chọn chữ Add Effect ha. Mình muốn hiệu ứng xuất hiện thì chọn màu xanh. Hiệu ứng nhấn mạnh nổi bật thì chúng ta chọn màu vàng. Hiệu ứng biến mất thì chúng ta chọn màu đỏ. Hiệu ứng chuyển động thì chúng ta chọn màu trắng. Được chưa? Cái biểu tượng tam giác, cái ngôi sao á, nháy ở đây chúng ta chọn một hiệu ứng mình thích. Thì sau khi mình chọn hiệu ứng thì sẽ nó xuất hiện dưới đây. Ha, bạn nào muốn xuất hiện cái nào trước thì chúng ta kéo. Ví dụ cái bức ảnh này cô muốn xuất hiện phía sau cùng thì cô sẽ kéo cái bức ảnh này kéo xuống dưới cùng. Thì nó sẽ xuất hiện chữ Bình Dương trước nè, số 1 nè. Rồi tới số 2 là họ tên nè, là tới họ tên, rồi tới thứ ba là bức ảnh số 3 nè, đó cái vị trí mình muốn ha. Đó, tương tự những cái trang tiếp theo chúng ta cũng tạo hiệu ứng. Rồi sau khi các bạn làm xong thì các bạn nháy vào cái trang đầu tiên, mình các bạn sẽ thu nhỏ cái này lại một xíu nha, vừa vừa thôi đừng có nhỏ quá cô không đọc được nha, nhỏ thôi đó. Gồm có những cái trang, nháy vào trang đầu tiên và bên phải cũng phải hiện cho cô cái khung mà có hiệu ứng. Rồi các bạn sẽ chụp nguyên cái màn hình này gửi cho cô ha, để cô thấy được là các bạn đã tạo được những cái trang này rồi, có tạo được hiệu ứng như vậy là được rồi ha. Còn bạn nào muốn thêm trang á, các bạn muốn thêm trang thì nháy vào trang này, nháy vào thẻ home, chọn chữ new slide,
nha. Các bạn sẽ tạo thêm trang đó, các bạn ghi thêm nội dung, còn muốn xóa thì bấm chữ delete đó. Như vậy là chúng ta đã xong bài của ngày hôm nay ha. Lưu ý cho cô ha, có phông chữ, cỡ chữ này, có tiêu đề, nội dung, tranh ảnh, trang kết luận, đánh số trang luôn thì càng tốt để tạo hiệu ứng cho cô. Mình nhớ lưu bài lại nha. Rồi cô sẽ gửi link cho các bạn, các bạn sẽ nháy vào đường link làm bài tập. Còn nếu mà bạn nào có máy tính thì chúng ta có thể là tạo cho cô sơ đồ Xmind ha, còn không tạo cũng được không sao. Còn nhưng mà phải tạo cho cô bài trình chiếu quê hương em, chụp hình cho cô ha, đối với những bạn có máy vi tính. Rồi lại còn lại là tất cả các bạn đều nháy vào link này làm bài tập để cô điểm danh nhận xét vô trong sổ của cô nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.